Hiện tại thì mình đang ở ấp Trà Mọc, Thới Bình, Cà Mau để cùng đi xem đội lú ở một cái vuông tôm. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình đi xem đội lú thôi. Lần đầu tiên đó các bạn. Từ Bình Định đi tới Cà Mau để đi xem. Thì mời các bạn cùng xem video để biết cái cách đổ lúa nó như thế nào. Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đổ lúa, xem thử có thành quả như thế nào nha. Ê nhỏ áo vàng, quay lại nhìn chút nhỏ áo vàng. Có chứ Hào, mà buồn qua của chỗ này sao không dở lên. Ê nhỏ áo vàng làm gì á, ghẹ mình á. Gì ghẹ thôi không biết lỗi. Đây là vuông tôm này các bạn. Đến kỳ mà thu hoạch tôm thì người ta sẽ tháo nước ra, rồi tiến hành thả lú. Sau khi thả lú xong thì một thời gian người ta sẽ đặt lú lên để thu hoạch tôm. Thả cái đợt này là mình thả mót lại hả? Đưa hết xô đây. Hay đâu có nhiêu trời. Đêm hôm nó không giải thức ăn nè.
còn khúc bên này nữa nè. Đây biết không nha. Có cái rô nữa hả? Canh đó. Được 5 ký không? Không nha, lên nó cắm đầu dưới nữa đi. Rồi rồi, cho nhìn, cho nhìn. Đây, thành quả này các bạn ơi. Ê, chắc cũng được 5 ký á. Rồi, về nhậu được rồi đó. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.